Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta, và ngày hôm nay mình sẽ gửi gắm cho tất cả các bạn một siêu phẩm, đó là rank thách đấu, và đặc biệt đó là chuỗi 15. Và trận đấu này mình sẽ cầm ngổ không đi top và đối đầu với vị tướng Gian thách đấu ở bên team địch. Thì liệu trận đấu này, kèo đấu này thì sẽ gửi gắm cho toàn thể tất cả các bạn một trận đấu và một kèo đấu rất là hay. Rồi, để tương quan được lượng thì team mình và team địch thì để gọi là hai cái chất tướng thì để gọi là ngang nhau. Team địch thì có thiên hướng nó cover thằng Hayate hơn thay vì team mình cover Joker. Và đặc biệt một điều rằng trong cái meta này thì xạ thủ là một trong những vị tướng chủ lực nhất của cái trận đấu này. Nó hơn cả rừng, hơn cả top và hơn cả mid, bất kể hơn vị tướng nào đi chăng nữa. Và kèo đầu đối với Gian này, để mới nói khi trình ngộ khống của mình đối đầu với Gian, chắc chắn rồi mình sẽ không bao giờ lướt là lướt được ở giai đoạn đầu game. Cho nên mình sẽ chọn cách farm đẩy, các bạn thấy chưa? Mình đã bị nó, mình biết nó sẽ ăn quái farm lên level 2 cho nên mình sẽ lui cái pha đấy. Đấy, chứ không nó lên level 2 nó xịn mình chết các bạn nhá. Đấy, cho nên rằng là kèo đầu này thì mình sẽ gọi là farm xong mà mình sẽ đi lấy vị trí hoặc đi lấy sai cho team thôi. Đấy, chẳng hạn như pha này mình sẽ vào đấy, thằng rừng của nó vẫn chưa ăn bùa đỏ các bạn nhá. Đấy, mục đích đích của mình trận đấu này farm hoa đi lấy sai. Và mình đầu game mình sẽ không chơi, mình sẽ tập trung chơi giai đoạn giữa và cuối game. Như các bạn đã biết thì bất kỳ các bạn chơi ngủ không ở cái vị trí, nếu các bạn đi rừng thì các bạn sẽ có thể được gánh ở giai đoạn đầu game. Nhưng đặc biệt các bạn đi top thì các bạn sẽ không được chơi giai đoạn đầu game đâu. Cho nên các bạn sẽ xác định tư tưởng rằng trận đấu này các bạn chỉ có farm đến phút thứ 9, thứ 10 thì các bạn sẽ được chơi game, nó sẽ rất tốt. Và đặc biệt trận đấu này khi đối đầu với Gian là một vị tướng nó rất là hot meta, và đặc biệt là trong một cái người rank thách đấu thì mình chơi rất là cẩn thận. Và quan trọng hơn, các bạn hãy nhìn cái rank thách đấu này ở Việt Nam này nó sẽ chơi như thế nào các bạn nhé. Và đặc biệt nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình những cái bình luận hoặc những cái comment thật hay các bạn nhé. Rồi, thằng Gian thì nó có cái lợi thế hơn mình, và mình đã khả năng nó sẽ đi ra mid. Và đây, khi bốn dây con rồng ra và tím mình thì dưới có biết có ai ở đây không các bạn nhỉ? Ôi dồi, vừa nói xong cái thằng kê ra các bạn, ôi thằng này nó cám mình đấy anh em ơi. Ôi rồi xong thằng Gián rồi, thằng này nó cám mình em ơi. Ôi chạy là công, thằng xong rồi chìm cút đấy các bạn. Mình vừa nói xong vừa mình lía cái bản đồ các bạn nhá, mình vừa lía cái bản đồ phía dưới, tím mình ở phía dưới không thể kê ra đâu, thì mình đã nói nắm giấy con cá xá nhỏ nó ra, thì vừa một thằng con Gián ra đây rồi thì bật màn ngón lên đấy. Vừa nói xong cái thằng Kara, thằng Kena ra. Cái bọn này nó thật các bạn nhé. Các bạn cứ cảm giác các bạn đi vào bụi là có nó. Ở cái rank này các bạn cứ vào bụi mà khi cái bản đồ mà cầu cảm giác nó trống trống một chút ấy là có nó các bạn nhé. Cho nên những cái bụi ở trong những cái trận đấu rank thách đấu này thì nó chả khác gì những cái bụi ở trong những cái trận đấu chuyên nghiệp các bạn nhé. Và cái mức độ rank này thì nó cũng gọi là cái mức độ rank cao nhất của Liên Quân Mobile thôi. Nó sẽ tương ứng giống như cái đấu rank chuyên nghiệp, chỉ khác một cái là không đi 5 năm thôi. Còn cái kỹ năng hay cách trích bụi trích sai thì đều giống nhau, và cái thế trận thì nó diễn ra như đấu dài các bạn nhé. Đấy, top ở trong những cái đấu dài đấu chuyên nghiệp như thế nào thì mình chơi như này luôn. Nó chỉ việc giai đoạn đầu game là farm thôi, farm xong rồi đi trích sai, chứ không thể nào gọi là đi farm xong rồi đi combat đánh nhau toi le, không bao giờ có đâu. Đấy, và cái điểm giao tranh mấu chốt của nó vẫn là ở dưới đường rong. Đấy, đấy các bạn nhìn thằng Gián tím nói chứ, nó cũng không thể tham gia giao tranh được, và bản thân mình cũng thể tham gia giao tranh được. Đấy, chẳng lẽ gánh mất nửa trời, thằng Gián cũng mất kệ ra đâu. Rồi, khả năng không có mấy các bạn. Đây thằng Gián ra mít rồi các bạn nhá. Đấy, mình thấy thằng Gián ra mít rồi. Quan trọng là cái bản đồ con, các bạn phải nhìn, các bạn phải đoán được cái hướng vị trí nó đi đâu. Ví dụ như là thực sự mình có thể là côn được đánh rách, em có thể côn được. Ví dụ thằng Gián mất thì mình có thể bảo là thằng Gián mất nha, cho nên mình phải từ gọi là trong một đợt xong rồi cái pha này xong lại đi tiếp. Thấy chưa, thằng Gián đầu game kinh khủng lắm, đầu game mình có thể ăn thằng Gián đấy. Cho nên là mình cố gắng phá hoa thôi, không sao các bạn. Dù sao đi nữa thì cương lao vẫn sẽ phải là người cảnh tín đó các bạn ạ. Đầu game thì mình cũng nói như không quan trọng đâu, nhưng mình sẽ là chơi về sau thôi. Đấy, trận đấu này thì xác định thôi, thằng Kena nó ốm chết mình luôn, nó đập chết mình luôn. Oh no. Nó đập chết cương lao luôn anh em ạ. Nó không cho mình chơi game luôn và mất luôn cái trụ 2 các bạn nhá. Team mình thì chắc chắn rồi, mình xác định bỏ cái đường này.
để cứu thằng Joker và cho Joker nó to lên một chút. Và late game thì mình sẽ tập trung, nói chung anh em yên tâm, mình sẽ làm được nhiều điều trong trận đấu này lắm, mình khẳng định từ tí là như vậy. Đấy, cho nên đầu game các bạn mất hai trụ này rất bình thường, bởi vì cái đường dưới của mình có cái lợi thế một chút các bạn nhé, có một chút lợi thế và khẳng định cái trụ ở đường dưới không sớm thì muộn. Đấy, vừa nói xong đấy, team mình đã có lợi thế ở phía dưới rồi, coi như ok. Mình thực sự để mà nói yếu là không yếu so với thằng top đâu mà nhá, mình chỉ thua nó tầm 300-400 vàng thôi, không gọi là thọt đâu, 4000 mới là đấy, mình không có gọi là thọt đâu các bạn nhé. Mà Joker mình được chơi game xà thủ, mình có lợi thế mạnh hơn một chút, cho nên nếu có mắt tổng thì Joker sẽ làm được nhiều việc. Còn hiện tại bây giờ thì mình sẽ không làm được nhiều, ngoài việc mình sẽ nấp phát. Đây, từ từ mình sẽ nấp không dầm ra đâu, từ từ đấy các bạn thấy chưa. Ôi dồi, hai thằng này nó cám chết mình rồi anh em ơi, nó cám mình rồi. Đấy các bạn thấy tỉnh chưa, tỉnh đòn chưa. Đấy, cái đánh kích đầu hay cái đánh cao nó hơn nhau ở cái phá tình đòn đấy. Cái phá này mình mà ra pháp nha, nó dí mình đến chết anh em ạ. Không còn trù hái nữa các bạn ạ. Đây, cái phá này Anette rồi, ngon quá. Một thôi, hỗ trợ một mạng được rồi. Rồi, đấy, phám xong tao bê tao thu cái trù bá thôi. Đấy, nó chỉ căng làm cái trù 2, cái trù bá nó 10 nó mà ra dầm từ từ cái trù bá nha mình. Đấy, rồi, các bạn hãy nhìn từ giai đoạn đầu trần đến cuối trần thì mình đã xác định được rõ ràng mục tiêu rằng cái đường top này của mình sẽ chỉ phám hoa về nó và trù được sống sót là càng tốt. Còn quan điểm đầu ra của mình sẽ làm thế nào đi chăng nữa, mình sẽ phám và phám bằng mọi giá các bạn nhé, và sẽ không tham gia bất kể một giao tranh nào đi chăng nữa, và ngủ không ở trong một trận đấu đánh đích đấu hay là trong một cái giai đoạn nào đi chăng nữa thì ngủ không phù hợp qua mắt tổng. Và mình pick ngủ không thì mình sẽ biết được cái vai trò của nó sẽ làm gì trong trận đấu thôi. Khi có đô hiện tại, khi mình chỉ cần lấy được 2 bureau thôi, thành kiếm xong đã bỏ tác thôi, thì lúc đó mình sẽ mới kết hợp đi bắt lẻ hoặc là chơi thế tấn công. Còn hiện tại khi chưa có đủ đô thì mình sẽ chơi theo thiên hướng phòng thủ. Phòng thủ một cách nào đấy gọi là để giúp cho kiểu mình không được chết, giúp cho mình không bị chết. Đấy là cái phá này tao có mấy chạy đâu, tao có mấy chạy đâu. Rồi để chứa bán làm gì, từ mình nảy chứa nó một chút nhá. Rồi ok, khi nảy skill xong thì mình sẽ sụp nó. Đấy rồi mình chết về tao. Ôi tí một liên nhánh thế nhé. Thôi chim cút chào thêm nhá, không quen không biết nhá. Thôi về pháo đi anh em. Đấy, 4k9 vàng thôi hiện tại phút thứ 8 này các bạn nhé, và có 22 phụ trợ 1 rồi, mình chính thức tím nó xong. Đấy, khi mình có một lượng đô ok, cảm thấy mình có thể là đánh nhau ngang ngửa trong hai cái té hoặc mít nó, hoặc có thể bắt được một mục tiêu nào đó, thì cái đồ đó mình sẽ di chuyển quanh bản đồ các bạn nhé. Và cách di chuyển như thế nào ở đánh đấu này phù hợp thì chắc chắn rồi, đó chính là cái quan trọng nhất, đó là giấu sai các bạn nhé. Lượng vàng của mình thì ngang thêm địch đấy, không bị thọt. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách di chuyển giấu sai ở đánh đấu này các bạn này. Đây, cái bản đồ con ở đường trên thì thằng ná đây, thằng ké ná bẩn cam thằng giang các bạn nhé. Mình không biết nó chơi chúng mình nói không, nhưng nó cam một kilo đấy. Bản thân mình làm gì được anh đâu, nhưng mình vẫn cứ sống sót các bạn ạ, đơn giản thôi. Đấy, bởi vì mục tiêu quan điểm mình rõ ràng thôi. Rồi, phám xong tên này từ nha. Đấy, team của đánh nó cứ chơi rất bình thường các bạn ạ. Team mình thì vẫn cứ cống ở phía dưới đấy, và mình vẫn sẽ về thủ ở phía trên này. Đấy, khi phám xong thì mình sẽ tận dụng vào để có cái bản đồ. Đây, mình đã thấy 3-4 thằng team nó ở phía mid và đường dưới rồi, thì đường trên này khả năng không có ai các bạn nhé. Mình nghỉ sẽ không có ai, và mình sẽ tập trung farm đánh thật nhanh. Đấy, thằng gián có chiêu hướng la lên đây. Thằng thến, các bạn thấy thằng thến chặn đường chưa? Các bạn thấy thằng thến đang ná chặn đường chưa? Đấy, các bạn phải nhìn vào đô con nhá. Đấy, cái trụ này mình sẽ lấy cái trụ này. Khi lấy cái trụ này thì đấy cái thời điểm mình bắt buộc phải di chuyển bắt lẻ mục tiêu nhá. Tím địch có một cái tâm sai cái trụ mít nữa thì mình sẽ farm thật nhanh, nếu lấy được thì càng tốt. Đây, cứ để cho nó đánh đi. Rồi, từ từ. Rồi, ok, mình thôi, quản này quá không thể làm gì, mình sẽ nấp bụi. Mình sẽ tăng hình nấp bụi, bình tĩnh. Hiện tại cái sai của mình là chưa ai thấy nhá. Rồi, đập lúc bớ đi. Đây, ăn tạm thằng này đi các bạn nhá. Ăn tạm lúc bớ đi, rồi lá lên. Ôi giời, phải tốc biển chết. Ôi, lá ra đi, ôi rồi lại chết các bạn đó. Toán thật các bạn thấy chứ, dễ chết chứ. Hiện tại mình có 3 video thôi. Và đây là cái thời điểm nó mạnh nhất của ngủ không các bạn nhá. Mạnh nhất nhưng nó mạnh lắm của ngủ không thôi. Thì từ bây giờ trở đi thì Cường Lao xin phép anh em hãy xem, hãy tập trung cao độ để nhìn thấy Cường Lao gánh team như thế nào các bạn nhá. Rồi, ok các bạn nhá. Rồi, team mình đang cống ở phía trên và mình cảm thấy nó không thể đề trụ thì mình sẽ di chuyển đi lẻ ở trong những cái khu vực rừng của team địch, lén lỏi như này thôi. Rồi, mình thấy ánh gián đâu các bạn nhá. Rồi, mục tiêu của mình sẽ ánh gián này, đây mình sẽ di chuyển tăng hình để giấu sái này, láo đá này, bắn trụ luôn. Đấy, ánh gián đấy.
Bây giờ mình sẽ chơi các bạn gọi là gì nhỉ? Gọi là cá mập sắt môi các bạn nhé. Mình sẽ sắt môi các bạn thấy. Thằng hai cái té này ở phía trên này. Khi mình cứ di chuyển qua những cái mùi khác thì mình sẽ luôn luôn tàng hình. Nhấp chiếu một tàng hình các bạn nhé. Để mình không bao giờ bị lộ sai. Các bạn hãy nhìn cách mình giấu sai này. Đây cái pha này từ bình tĩnh. Đây phải nấp. Đây từ nấp đây là tàng hình. Rồi, coi như không rồi ta mới kết đó các bạn. Đấy. Các bạn hãy thấy cách của mình di chuyển gọi là di chuyển hay gọi là di chuyển gì nhỉ? Gọi là hoa mì. Nói chung là mình kiểu hiện tại bây giờ mình cũng có cái tư duy để mà ấy, nhưng mà hy vọng các bạn hãy nhìn cách mình mà di chuyển và dùng chữ một để có thể giấu sai của mình để chơi những cái đánh này, nó rất là quan trọng. Ngủ không hơn nhau rồi đấy. Nếu mà các bạn chơi ngủ không mà để cho team địch biết các bạn nằm ở khu vực nào ấy thì thôi, các bạn chơi vì thường khác đấy. Ngủ không nó hơn nhau ở một cái chỗ đó chính là bắt lẹ đơn lẻ mục tiêu. Ôi thằng gián này tao chơi ôi tâm dư mình cấn nó luôn các bạn. Bốn đu đâu đó sao mình nhảy chơi mình chơi nó luôn đó. Cái gì chiếu hai tao đập chết luôn như lão đồ thằng Anette. Làm gì thích là mình cấn nó luôn các bạn nhá. Rồi khả năng được. Ôi thiệt sắm rồi. Ôi nó tục biến anh em ơi. Chín cút cái phá này mình ẩu đả quá anh em ơi. Đấy hiện tại thì mình đã cấn ngang thằng gián với hay ra té đấy. Cho nên khi ra một trận đấu combat với late game thì ngủ không bắt buộc các bạn sẽ phải bắt được thằng chủ lực của team địch các bạn nhá. Đó chính là thằng nào? Thằng hai ra té và Anette các bạn nhé. Thằng gián các bạn bỏ qua đi, các bạn đừng quan tâm thằng gián làm gì. Mà khi các bạn đóng trong một cái vai trò bị top cầm sát thủ thì cái việc các bạn phải kết liễu loại bỏ một vị tướng khỏi giao tranh là bắt buộc phải có đấy. Trong trận đấu này thì Nagatoss mình chết rồi và mình sẽ tập trung ở đấy, không phải để đánh nhau mà để gây áp lực cho team địch nó không được ăn con ca xa các bạn nhé. Mình sẽ gây áp lực cho nó này. Đây thằng Hayate các bạn nhé. Hayate mình sẽ phải giết nó bằng được. Thằng này mình giết luôn. Trời ơi, bây giờ tôi khổ với hai phát mình chết luôn. Rồi đem về thể cân bằng thôi thì team địch nó sẽ không ăn ca xa. Mình sẽ thủ tiếp cái đường này. Bình tĩnh. Còn ca xa mình thấy sai nó không chết thì mình sẽ thủ tiếp cái đường này. Đẩy quái cao lên. Sau đó mình sẽ tìm thằng Hayate ở đâu để mình bắt các bạn nhé. Tìm Hayate để mình bắt. Rồi ok mình sẽ lút. Các bạn hãy nhìn cách mình chơi này. Các bạn nhìn cách di chuyển này quan trọng một kỳ luôn này. Mình luôn luôn là giấu sai các bạn nhé, không bao giờ để lộ ra đâu. Đấy, cứ để cho team mình ăn ca xa đi. Mình tìm được thằng hay cho té thì mình sẽ lao vào mình loại bỏ hoàn giao tranh hoặc làm nội yếu. Đây, đây rồi, các bạn thấy chưa? Đây rồi, la lên, đập. Đấy, mình không bao giờ sợ chết đâu vì có hai lần tăng hình. Không bao giờ sợ được. Rồi, giết thằng hay cho té này, đây. La lên, Joker đâu rồi? Ok, loại bỏ được xạ thủ nó khỏi giao tranh thì đồng nghĩa với việc team nó không bao giờ đủ tuổi để có map với mình. Anh em đã thấy chưa? Trong một trận đấu ở thách thức đấu này mình sẽ nói lại gói gòn cho anh em biết. Khi các bạn cầm một cái keo các bạn không thể thắng được thì các bạn phải xác định tư tưởng nó ra. Các bạn sẽ ôm pháp và chờ thời cơ. Và trận đấu này mình sẽ xác định mình chỉ chơi giữa và cuối game. Đến đầu game mình sẽ cố gắng làm mọi cách để sống sót, không để cho team địch nó khai thác mình một cái số mạng nó quá. Ví dụ như không thể cho nó giết được 5 mạng. Đấy, trận vừa rồi mình chết 2 mạng thì là quá quá thôi. Đấy, không được để cho nó khai thác đến 3, 4, 5, 6 mạng để có thể gây mình chết luôn thì lại gánh nặng cho đồng đội. Cho nên trận đấu vừa rồi mình đã xác định mình sẽ đánh yếu ở giai đoạn đầu game để mình thủ để mình farm và mình sẽ chơi giai đoạn giữa với late game. Và cái xác định giữa với late game mình sẽ chọn đó là loại bỏ thằng hai chết té, một cái chủ lực của team nó ra khỏi mục tiêu đấy, để cho team mình có mắt thật gọi là thật ngon hơn với team địch. Đấy các bạn thấy chưa, mình không bao giờ đi về team nhá. Các bạn hãy nhìn cái cách mình di chuyển, mình luôn nấp ở thật xa để mình giấu sai hết sức có thể, bởi vì cái khoảng cách ngủ không tiếp cận mục tiêu nó rất là easy luôn. Đây khi mà cảm thấy đánh nhau, mình thấy một vị tướng nào chủ lực của team địch chưa thể hai giá té mình chưa ra. Đây rồi thằng hai giá té, đây rồi các bạn nhé, mình đã thấy hai giá té và mình sẽ lén lỏi bình tĩnh. Đây thật đập thằng này luôn. Đấy không có hai giá té nhưng mình đập cho một con bắt được cái ra đấy, loại bỏ cái ra khỏi giao tranh thôi. Rồi bây giờ thằng hai giá té các bạn nhé. Rồi từ bình tĩnh, chưa ra được chưa chúng bạn. Rồi Anette nào các bạn này. Đấy nha, thôi, Anette chết rồi, bây giờ sẽ lao ra thằng gián này nhá. Pụp, rồi, cái win combat chứ. Đấy, win chứ. Đấy, các bạn thấy cách mình chơi nó đơn giản lắm. Mình không có vô vập, không có hô hởi, không có tham gia giao tranh. Team mình combat, mình không có run sợ gì hết. Mà mình chỉ từ từ để mình có thể là bắt những cái mục tiêu quan trọng. Đấy, clip này đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp các bạn lại ở các bạn ở clip sau. Và hẹn gặp các bạn nhá. Tất cả các bạn ấy mà, yêu, bye bye.